ăn một tỷ, ăn một tỷ rồi đó dùng trong một tuần hết, bây giờ đòi tiếp thì thằng tổ nó tức rồi, thằng này to chết. Thành đến rồi. Này bình tĩnh là đi. Rất bình tĩnh. Đợi cái cỡ bắn em. Nhìn nó biết là ai làm. Cho tôi về bên kia, đúng không? Đi rồi,
xanh cái kiểu nào đấy. Răng có hô đéo đâu mà cũng có hô gì nhé. Hai cái thằng gì là Hùng Bái là võ sư mà lần nữa đi gặp mà gặp thầy võ rồi võ sư này Hùng Cái Lô cũng là võ sư đó. Little is wrong.